Chào mừng cả nhà đã trở lại với video tiếp theo của kênh Trải Nghiệm Đó Đây TV. Thì theo yêu cầu của anh em á, là kêu mình chia sẻ một cái bài mồi câu phi đơn tính hiệu quả. Thì hôm nay mình làm một cái bài mồi mà câu phi chép diêu hồng. Tại vì không thể nào mà nó đặc chủng riêng một loại được đâu mấy bạn. Mồi thì con phi nó ăn thì con chép nó ăn à. Cho nên thì con diêu hồng nó ăn. Thì trong đây nữa thì mình chia sẻ các bạn cái cách để trộn cám nền, câu luôn cả cá giết nha các bạn. Thì từng cái loại cá mình sẽ phân ra rồi mình giải thích cho các bạn là để thêm cái những cái gì. Thì hôm nay là mục đích của mình là phối hợp cái bài cám này là để anh em là phối hợp với cái bài mà tinh men tỏi nha, với lại mấy cái bài tinh mà men siro hoặc men tinh trái cây tự ủ ở trong kênh. Thì thời gian vừa qua thì anh em đã sử dụng cũng rất nhiều và đánh giá rất cao về những cái bài mồi mà mình chia sẻ. Thì là thời gian gần đây thì mình cũng không có mua được nguyên liệu với bạn, nó khó lắm. Khu mình thì đang dịch cho nên là shipper nó cũng không có chạy, cho nên đặt đồ nó rất là khó, đang còn nợ mấy bạn cái video để làm tơ nhện. Mình mua được hai thứ rồi nhưng mà vẫn còn thiếu một thứ mấy bạn, mà làm tơ nhện mà nó thiếu thứ đó thì đúng là nó không có hiệu quả. Cho nên thì mình đang chờ khi nào có hàng mình sẽ chia sẻ với anh em ngay. Còn anh em hỏi mình sao thời tiết gần đây thì đi câu thiên nhiên nó hay bị mớm, thì mình cũng trả lời anh em luôn theo cái quan điểm của mình với lại cái kinh nghiệm của mình thôi nha. Còn các thánh khác thì mình không dám nói, nhưng mà riêng cái kinh nghiệm của mình á, vào cái mùa này các bạn câu thiên nhiên hay bị mớm là lý do sao? Mùa này là con cá nó di chuyển nhiều hơn những cái ngày mà trời nắng ráo thông thường nha mấy bạn. Mùa này thì nắng mưa thất thường, nước từ thượng nguồn nó về nó dâng lên á, thì ngư dân người ta gọi là con cá nó chạy đồng đó mấy bạn. Cho nên là mùa này thì người ta thả lưới á thì dính cá rất là nhiều, nhưng khi các bạn câu á mà nếu gặp cái luồng cá đi á thì các bạn giật là gọi là giật không kịp. Nhưng mà gặp mà không trúng cái luồng cá đi thì từ sáng đến chiều thậm chí các bạn không có giật được con nào hết. Vào thời tiết thời điểm này thì nó là như vậy, nước thì nó đục nữa. Thì hôm nay là mình chia sẻ với các bạn là một cái bài mồi độc lạ, mà chắc là lại cũng không ít nhiều rồi cũng lại có người chửi mình điên, nhưng mà thôi điên cũng kệ. Cái bài này thì dân mà chơi phi kỳ cụ họ chơi từ lâu rồi nha các bạn, nhưng mà tại vì họ giấu không chia sẻ với các bạn thôi. Còn mình thì mình quyết tâm là đã chia sẻ với anh em thì chia sẻ tới tận cùng, chia sẻ thật. Tại vì mình không có gì mục đích lợi nhuận mà mua bán hàng hóa hay gì hết, cho nên thì các bạn cảm thấy mà phù hợp mà thích thì các bạn cứ làm chơi thôi. Còn mình cứ chia sẽ thật với cái tấm lòng của mình. Thì đó là hôm nay mình chia sẻ với bạn đó là cái bài mồi câu chép phi diêu hồng bằng cám trộn kết hợp rong biển nha các bạn. Nhưng mà rong biển mà mấy bạn nghe người ta bán cái gói rong biển ở quầy tiệm đồ câu nó khác với cái cách mình trộn rong biển. Thì thành phần nguyên liệu là mình chuẩn bị đây nè. Cám nền đó là mình sử dụng cái bài cám nền của cái bài bốn loại nha các bạn, nhưng mà mình bỏ ra cái cám cốt, mình chỉ xài cái 7414 Cargill nha mấy bạn, nghe cho rõ. Cargill 7414 thì cái này là mình sử dụng nó là 4 lạng. Cái này là cho 2 kg cám nha mấy bạn. 4 lạng 7414. 8 lạng 8 lạng cái 7454. 8 lạng cái 7562. Đó. 7562 đó. Thì cám nền là mình sử dụng như vậy. Rong biển á thì các bạn mua cái này nó bán có 25k mà nó ba hộp mấy bạn. Tí nữa mình lấy cái lá rong biển ra rồi mình phân tích cho mấy bạn nghe. Cái rong biển mình mua cái rong biển Hàn Quốc, nhưng mà cái lá là lá vuông. Chứ rong biển Hàn Quốc thì nó có nhiều loại lắm, nhưng mà mình thì mình xài cái loại lá vuông này nha bạn, hoặc là mấy bạn mua của Nhật cũng được, nó giòn. Bột tôm thì mình chuẩn bị một gói đây nè các bạn, một gói bột tôm. Rồi phi gan thì mình cũng mua một gói gan đây, này là gan gà với gan ngỗng, nó ghi gan ngỗng chứ cũng không biết trong đó gan gì, nó của mình không rõ nó có gan ngỗng hay không, nhưng mà mình thấy xài hai cái loại này để trộn thì nó ok lắm. Còn kim tuyến thì các bạn chỉ cho mình là chọn cho mình mấy màu cũng được, ví dụ như 4-5 màu gì đó. Rồi bông tuyết á, thì tỷ lệ này các bạn chuẩn bị cho mình là khoảng cỡ 2 lạng bông tuyết đến 3 lạng bông tuyết thôi. Thì các bạn tùy muốn quýnh mồi nhẹ hay mồi nặng á,
thì các bạn cho nó nhiều hay ít cái bông điếc này. Còn anh em sẽ thắc mắc là tí chọn mồi xong cục mồi nó như thế nào, thì tí mình sẽ dùng cái hũ này đó, là mình móc mồi mình thả cho anh em xem. Còn giờ thì mình chia sẻ anh em cách trộn cái kim tuyến này á, cái kim tuyến mà người ta hay bỏ rải vô cho nó dính da các bạn, thì các bạn chọn mấy hũ cũng được, tùy các bạn thôi, chọn mấy màu thì tùy. Mà các bạn sẽ thắc mắc là tại sao á, là mình trộn mồi mà cho cái kim tuyến này vô. Cái kim tuyến này thì nó không có mùi hay cái gì hết bạn, nhưng mà mình đi mình cho nó vào á là để mình kích thích cái thị giác của nó. Ngoài mồi á, thì các bạn á, là kích thích á, là khứu giác nè, rồi á, là kích thích vị giác, rồi các bạn kích thích luôn được cái thị giác của nó nữa. À, còn đi câu xả mồi á, thì các bạn kích thích cái thính giác của nó. Thì như vậy thì năm cái giác quan các bạn đã kích thích được bốn giác quan, thì cái cơ hội mà hiệu quả rất là cao. Còn tại sao chọn cái kim tuyến này á, trong cái kim tuyến này cái mùa này nước nó đục từ giờ với các bạn kéo dài, các bạn có thể đánh quanh năm được, nhưng mà vào cái mùa này á, thì nước nó hơi đục, mà chơi cái kim tuyến là để kích thích nó lại cho nó cái khi cái cục mồi mình xuống nước các bạn thì nó lấp lánh á, thì những cái con cá lớn nó tưởng đâu là những cái con cá con nhỏ đang lượn để ăn ở khu mồi á, thì thu hút nó hơn. Cái hai nữa khi mình câu á, mình vuốt nhẹ vậy thì cái cục mồi nó lai lên á, thì cái kim tuyến nó lấp lánh á, là nó tạo cái sự chú ý cho con cá hơn. Thì đó là các bạn thấy nó lạ thì các bạn cho rằng là mình điên, chứ thật sự thì dân chơi kỳ cựu mà quýnh dạng phi mà 3 4 kg 4 5 kg ở trong mấy cái hồ dịch vụ thì dân kỳ cựu họ chơi rất là nhiều, họ giấu giấu họ chơi. Thì còn các bạn không biết thì các bạn cứ nghĩ rằng là mình bị ngáo, chứ không phải đâu nha các bạn. Đó đó khi các bạn nè, các bạn nhìn thấy không, cho cái màu vàng vô đó, nó lấp lánh trong cám rồi, các bạn nhìn các bạn thấy cám nó lấp lánh chưa, nó một màu rồi ha. Đó là mình mỗi cái với bạn cho nó một một mớ thôi, các bạn cảm thấy làm sao mà nó nhìn nó thu hút được là được rồi, nó bắt mắt là được. Các bạn cũng không cần là cho nó quá nhiều, mấy cái này thì mua cũng rất rẻ các bạn, mua hũ họ bán có mấy can hũ à, thì các bạn mua cỡ 5 màu là được rồi, 5 màu mà như giống như lựa những cái màu nào nó sáng sáng á, đó là để kích thích cái thị giác của nó đó, các bạn nhìn thấy không đó, khi mình đổ vô á là cái màu nó sẽ ra khác liền, nhìn cái cục mồi nó hấp dẫn lắm đó. Mồi nó là chơi ba hai màu nè, ba màu. Chút mình trọng điểu lên này các bạn sẽ thấy cái mồi nó vừa. Khi cái cục mồi mình nó lấp lánh ở trong nước á, thì nó thu hút cá nó tương đối là ok đấy các bạn, trắng xanh vàng đỏ đen gì các bạn muốn chơi màu gì chơi đó, mua không được nhiều màu thì mua mua vài màu thôi, 5 6 màu gì đó, nhưng mà chọn mấy cái màu như miner, màu bạc trắng nó thu hút được cái thị giác của con cá. Từ giờ đó, tại sao mình phối hợp cái bài mồi này để chia sẻ với anh em đó, là từ cái thời điểm này nè thì anh em chọn đó, là hiện giờ đó, là cá nó đang ăn đó, là chua thơm, nhưng mà bắt đầu nó sắp chuẩn bị chuyển sang ăn tanh rồi các bạn. Vào mùa lạnh thì con cá nó ăn tanh nhiều. Tại sao con cá nó ăn tanh vào nhiều mùa lạnh, là vào mùa lạnh đó thì nó cần cái tích lũy cái mỡ trong cơ thể nó, cho nên nó ăn cái độ đạm cao các bạn. Cho nên là vào thời điểm lạnh thì các bạn nên chọn cái mùi tanh cho nó nặng một chút đó. Còn con cá thì nó không có sợ lạnh, tại vì nó là cái loại động vật mà máu lạnh nó thích nghi theo mùa bạn. Cái máu nó là cái nhiệt độ cơ thể nó là nó thích nghi theo mùa, mùa nắng hay mùa mưa gì thì cũng vậy à, nó thích nghi theo nóng thì nó thích nghi theo nóng, mà lạnh nó thích nghi theo lạnh, đó là dạng máu biến đổi mà. Cho nên đó là các bạn đừng có sợ con cá nó lạnh nó không ăn, nhưng có đặc biệt cái con cá phi á, thì vào mùa lạnh nó ăn rất là chậm, lại do cái hàm của nó bị cứng các bạn. Chỉ có một loại đó là nó như vậy thôi, còn lại thì những cái loại khác nó vẫn ăn uống bình thường. Còn phi mà nó nổi đầu thì mình chịu nha các bạn, mấy con phi mà nó nổi đầu thì chỉ có thánh mới câu được nó, chứ mấy con nổi đầu là nó không có ăn. Mà vào mùa này thì anh em đi câu thì nó nhớ mang theo trùng dế, đánh thiên nhiên thì mang theo trùng dế. Mình làm bài này anh em đi đánh dịch vụ rồi giật chắc cũng trái lông nách á. Đó, sau khi mình trộn cám kim tuyến rồi các bạn thấy không, rồi bắt đầu là phi cái này các bạn cho vô, các bạn trộn luôn.
bột tôm. Bột tôm. Bông tiết thì các bạn 2 kg cám thì các bạn cho khoảng cỡ 2 đến 3 lạng bông tiết là vừa. Chứ cũng không cần nhiều đâu, mình cho 2 kg thì mình cho khoảng cỡ 2 lạng thôi. Nó nhiều quá thì mồi nó bị lình phình. Đó, sau khi mình cho bông tiết vô các bạn bóp nó lên. Còn nếu các bạn không muốn cái bông tiết nó lớn á, thì các bạn cho cái bông tiết vô cái cối xay đó á. Thì các bạn xay nó ra, nhưng mà mình thì nghĩ là các bạn nên để nó to như thế này để cái mồi câu của mình nó xốp hơn, với lại cái độ tạo rong của nó ok hơn. Thì 2 kg cám nữa các bạn cho khoảng cỡ 2 lạng bông tiết là vừa đó. Rồi các bạn cho luôn cái phi gan vào. Thì ra là tổng cộng là gần 3 kg cám các bạn. Nó không có nhiều tiền hết á, mà các bạn đánh nó rất là hiệu quả. Mình trộn sẵn đây để chờ vài bữa nữa là cho đi, là mình mang đi mình chiến thôi. Chứ không có ai mà giờ mình đang ghiền câu lắm rồi các bạn, mấy tháng rồi chưa cho đi. Còn cái rong biển nè. Cái rong biển thì các bạn chọn cái loại mà nó cái lá như vậy nè đó, nhưng mà nó giờ cái này của mình nó đang để ở ngoài, bữa hôm qua mình xé ra mình để là nó bị gió vô nó mềm. Thì các bạn cái này á, là các bạn phơi cho nó thiệt khô đi, thì các bạn bóp á, là nó sẽ ra, bóp là nó bể giòn lắm, nó giòn lắm. Nên mình lấy cái bịch mới ra mình bóp cho các bạn coi nè. Thì các bạn chỉ cần bóp hoặc các bạn cho vô cái cối xay đó á, các bạn xay nhuyễn nó ra đây nè, đây nè nó, các bạn thấy nó không? Đó, nó giòn lắm nè, các bạn giò nó, bạn giò nó thiệt nhuyễn nè, bạn cho nó vô cái bịch các bạn giò cũng được, giò cho nó thiệt nhuyễn nè. Các bạn xài cái loại này đi, các bạn chơi vô cho một ít cám vô cái cối xay đó á, rồi là các bạn xay xay nhuyễn nó ra, xong các bạn cho vô các bạn trộn luôn. Cái rong biển này nó rất là thơm nha các bạn. Thì 2 kg cám thì các bạn chơi hết 3 hộp này luôn. Còn cái kia thì nó bị ấy, để mình cái này là các bạn dò cho nó nhuyễn ra. Còn không các bạn cứ cho một ít cám này vô trong cái cối xay đó á, rồi các bạn thả cái này vô các bạn xay nó, xay cho nó thiệt nhuyễn ra rồi các bạn trộn. Hoặc các bạn muốn để cái lá nó lớn lớn cũng được, thì khi xuống mồi nó nở thừ lừ cái lá ra nó cũng ngon lắm các bạn. Đó, thì cái rong biển các bạn xay nó ra. Cái này thì là hoàn toàn là ăn được, người ăn được. Thì cá thì nó cũng rất là thích, cái mùi nó rất là thơm mấy bạn đó. Thì này là mình dành để ăn mà nó giòn lắm. Các bạn sử dụng cái này nó hay hơn là cái gói rong biển mà các bạn mua ở ngoài. Cái mùi nó xuống nước ở trong đó, cái rong biển á, là cái các bạn biết không, nó có tinh dầu, tinh dầu rồi là mùi thơm, mùi của nó thơm lắm. Cái hai nữa, một cái lá rong biển, hai lá rong biển á, thì nó tương đương với lại một cái trứng vịt nữa bạn. Cái chất nó nhiều như cái trứng vịt vậy á. Còn nếu các bạn ngâm á, thì nó sẽ nở hừ lừ, nó ướt nè, thì các bạn không có xay được. Các bạn để nó nguyên vậy nó khô, hoặc các bạn cho vô cái lò vi sóng á, các bạn bật lên cho nó nóng nóng á, cho nó cái miếng này nè nó giòn tan luôn á, thì đó là các bạn sử dụng nó rất là dễ. Đây mình cũng trộn hết để mình đi câu. Thì sẵn đây mình trộn luôn cho các bạn coi, rồi tí nữa mình móc mồi luôn cho các bạn xem. Này ăn nó ngon lắm các bạn, cho cá ăn càng ngon hơn. Mình làm mồi anh em nhiều khi người ta xem, người ta mới xem kênh người ta chửi mình điên hoài các bạn. Nhưng mà cái cách mình làm nó khác người ta, mình thích làm mồi sạch hơn. Nó giòn như bánh tráng đó. Các bạn cứ nhồi đó à. Là nó có mỡ trong này, dầu. Nó nhiều chất lắm các bạn, nó như cái trứng vịt á.
hai ba lá rong biển là nó cái tỷ lệ mà vitamin với lại protein ở trong rong biển nó nhiều bằng cái trứng vịt đó. Đây là bè mồi mình chọn mình câu. Giờ thì mình nhồi một ít cho anh em xem cái cục mồi nó nằm ở trong nước nó như thế nào. Nó mồi thì các bạn bóp hai cục này nè. Các bạn quýnh không có cần nhồi nó thiệt dẻo, các bạn nhồi nó vừa đủ thấy nó mềm thôi. Thì là các bạn bóp nó vô thì mình bóp cái cục mồi nó tè la nhẹ. Mình thì cứ đánh từ xưa giờ đánh chép phi gì mình cũng đánh theo dạng vậy. Tại vì để khi thả trong nước nó tơi nè, các bạn thấy không đó. Đó, các bạn thấy nếu cái mồi mà nó có bông tiết với lại kim tuyến, các bạn thấy khi nó vô nước các bạn thấy nó cái độ rã của nó không? Cái độ bung của nó rất là nhanh. Đó. Cho nên nó là mồi các bạn bóp cho thật chặt vào lưỡi. Đó, các bạn thấy cái kim tuyến nó lấp lánh trong nước không? Đó. Đó. Thì như vậy các bạn sẽ đánh nó rất là hiệu quả khi cái mồi mình nó rơi xuống kim tuyến nó lửng trong nước á. Rồi là bông tiết nó cũng nở cái cục mồi ra từ từ thì khiến cá nó thu hút rất là nhiều. Đó, rồi các bạn thấy rong biển nó lòi ra không? Mấy con cá phi nó càng lớn thì nó càng thích ăn thực vật nhiều. Cho nên các bạn cứ nói là câu bằng dung thì sẽ bắt được phi là không có mồi gì bằng dung. Mấy con đơn tính nó khác nha mấy bạn. Cái con phi sẻ các bạn câu cái gì nó cũng ăn hết á. Nhưng mà cái con phi đơn tính mà dạng mà 1 ký mấy trở lên nó rất là khó câu. Cái thứ hai nữa là nó hay nằm lỗ. Cho nên á mà người ta mà đi rà lỗ người ta bắt toàn con lớn lại vậy. Con phi càng lớn là nó nằm lỗ này là mình vũ nè. Cục mồi nó rất là lâu tan, các bạn đừng có sợ là nó sẽ tan hết mồi của mình rồi cá nó không ăn. Đó, nó còn cái dạng vậy mà nó lại nó bóp vô nó mút vô cái là nó chết chắc. Ừ, rong biển nó trong nước các bạn thấy nó nở không? Nó vô nước nó nở. Rồi á là trên cái mặt nước các bạn nhìn nè. Đây nè. À, các bạn thấy cái mỡ ở trong rong nó trừng lên không? Nếu nước êm thì cái vị trí lỗ của các bạn nó sẽ ok lắm nè, còn đó mình vũ nè. Đó, thấy bạn thấy không? Khi các bạn bóp cục mồi cho nó chắc, các bạn vũ nãy giờ mình để rất là lâu rồi nè. Nhưng mà nó cũng không có phải là dễ rớt ra đâu nha các bạn, nó rất là dẻo. Đó. Thấy không? Còn bây giờ là mình đó, các bạn cũng đã nhìn thấy được cái cục mồi trong nước nó như thế nào rồi. Trong cái bông tiết nó còn tạo được cái độ rong cho cái cục mồi nữa nha các bạn. Đó, nó te tua cái nó tư ra thì nó tạo được cái độ xốp, độ rong cho cái cục mồi. Đấy. Còn bây giờ mình chia sẻ cho các bạn cái cách kết hợp luôn. Ngoài cái này ra thì các bạn có thể là pha với cái tỏi cái tinh tỏi mà lên men mà vừa rồi mình chia sẻ mà rất nhiều anh em ủ á. Thì nó cũng rất là nhạy nha các bạn. Thêm cái đó vô thì cái các bạn cũng hay hỏi mình là cái tinh tỏi đó là pha nó như thế nào. Thì mình cũng tính cho anh em luôn là 1 ký mồi cho là 1 ký cám thì mình cứ tính trọng lượng 1 ký cám để anh em nhắm anh em pha thôi, chứ cũng không nhất định là nó phải chuẩn xác. Thì 1 ký cám anh em cho 20ml đến 30ml cái men tỏi đó. Thì lúc mình đánh thì chắc mình đâu có pha đến 1 ký. Thì các bạn từ đó các bạn sẽ chia ra thì các bạn nhắm bạn cho nó vô thôi. Tại vì nó có nhiều hơn thì nó cũng không sao đâu các bạn. Tại vì nó là nó cái dạng cái tinh thiên nhiên rồi. Cho nên các bạn đừng có ngại là cho nhiều cá không ăn, nó không bị gắt. Cho nên là các bạn cứ thoải mái mà các bạn cho thôi. Còn nếu các bạn câu phi á thì các bạn vẫn chơi cái tinh tỏi được, phi, chép, trôi, chấm các bạn chơi tinh tỏi được hết. Ngoài cái đó ra thì các bạn câu diêu hồng á thì các bạn cái bài siro mà bữa mình chia sẻ tinh mùi á thì các bạn có thể dùng mùi dâu, mùi khóm là mùi thơm á, cái trái thơm á, thì các bạn dùng hai cái mùi đó các bạn câu diêu hồng được, các bạn cho vô các bạn câu diêu hồng. Còn phi á thì nó cũng ăn mấy cái loại đó, cũng nó cũng ăn như siro khóm nè. Nếu con hôm nào mà nó ăn dạng mà tanh thơm á thì các bạn cho thêm cái siro thơm vô, hoặc là siro khoai, hoặc là siro bắp. À, còn nếu đánh chép á, với chòi á, thì các bạn chơi á, là siro bắp, siro lá dứa, siro khoai các bạn chọn. Còn nếu các bạn đã chọn tinh tỏi thì đừng có sử dụng mấy cái loại siro kia đó, thì để mà phối hợp. Còn ngoài ra cái bài mồi này, cái mồi nền này á mình trộn vậy rồi á, nếu các bạn đánh giết thì các bạn xay thêm cái tỏi tươi
xay nhuyễn ra đó, xay nhuyễn ra các bạn chọn tỷ lệ đánh cá giết á, thì cái tỏi tươi á là các bạn xay nhuyễn nó ra là khoảng cỡ 1 kg là 2 lạng tỏi tươi. Các bạn cho thêm một gói ngũ vị hương, mà cái loại mà người ta ướp cá ướp thịt đó các bạn. Các bạn trộn đều vô, các bạn xách đi câu cá giết, thì với lại là các bạn cho thêm, nếu mà các bạn không chơi tỏi tươi thì các bạn cho cái tinh tỏi vô cũng được, cái tinh tỏi lên men đó, con giết nó cũng ăn mạnh lắm mấy bạn. Cho nên đó là mình chia sẻ đây để cho anh em là phối hợp anh em chơi. Thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Anh em nhớ cũng đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm like, bấm chia sẻ để ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn video sau.